rồi, nguy rồi. Có chuyện gì? Ở cầu thang đằng sau có người bị đánh ngất, họ bảo là bị cướp. Ở đâu? Đưa đi. Anh đến rồi đây. Nói cho anh biết, ai đã làm em bỏng đến như vậy? Em yên tâm, cho dù hắn là ai, có chạy đến chân trời góc biển nào, anh cũng sẽ giết hắn. Em bị như vậy thật là khổ quá. Người không ra người, ngợm chẳng ra ngợm. Sống nữa chỉ có khổ thôi. Để anh giúp em một tay, làm cho em hết đau đớn nữa. Hả, người anh em? Em trai à, anh thật sự không muốn chú phải chịu tội, nên phải quyết định như vậy. Em hãy yên nghỉ đi. Sao? Đừng có gọi tên tôi. Anh Tổ thế nào rồi? Tôi đến để nói cho cô biết, cậu ấy đã chết rồi. Lần này tôi đến thăm cô là lần cuối cùng đó. Tại sao? Có chuyện gì? Cho tôi biết, những người nào đã đánh Diên Thiệu Tổ hả? Có tất cả ba người: Phao Hoàng, Mary Lee và Peter Trần. Bọn họ hình như có thân phận rất đặc biệt, nhưng em không dám khẳng định. Cô gặp bọn họ như thế nào hả? Do Lý Đại Đô, tên cầm đầu của một băng nhóm nhỏ, giới thiệu. Em tên là ở chỗ Lý Đại Đô, có thể biết được thân phận thật sự của họ. Được rồi, tôi biết phải làm như thế nào rồi. Xong, cô phải nhớ cho kỹ, tuyệt đối không được nói thân phận của tôi cho ai biết cả. Tôi... Báo cáo, nghi phạm đã lên taxi. Tiếp tục bám sát. Bác Tài à, để trái phía trước đi. Báo cáo, nghi phạm đã dừng xe ở một trạm điện thoại. Chúng tôi đang tiếp tục theo dõi. Đi. Sao không thấy người đâu hết? Mau báo cáo đi. Thưa cô, ngân hàng ở đâu vậy? Dạ, lầu 5. Thank you.
Alo, các vị nghe cho rõ đi. Tôi đã đặt bơm ở ngân hàng của các người, chuẩn bị ngay 1.000.000 cho tôi. Lát nữa tôi sẽ liên lạc lại. Viên Thông. À, chuyện gì? Thế nào? Sao hả? Có kết quả kiểm tra bơm chưa? Có rồi. Anh xem, đây là báo cáo kết quả kiểm tra bơm đã sát hại mấy nhân viên tư pháp. Từ kết quả kiểm tra có thể thấy, thành phần chủ yếu của loại bơm này được chiết xuất từ axit hydrid được dùng để làm xà phòng. Không liên quan gì đến những kỹ thuật hiện đại bây giờ, chỉ là một loại bơm tự chế. Rốt cuộc thì kẻ nào đã làm việc này? Coi bộ thì chỉ cần người có chút kiến thức về chất nổ cũng làm được thôi. Loại bơm tự chế này rất là đơn giản, công nhân làm ở công trình cũng biết được. À, xin lỗi nha. Alo, xin chào. Phải, tôi đây. Cái gì? Ngân hàng phát triển ở phía nam đường Đông Phương bị cài bơm à? Được, tôi sẽ tới ngay, cứ chờ đó. Chúng ta cùng đi. À, cùng đi. Trời ơi, có chuyện gì vậy? Cậu xảy ra chuyện gì vậy? Đánh bom hả? Nghe nói bị đánh bom đó. Cảnh sát nữa. Các bạn hả? Chắc là có chuyện xảy ra. Đi đi đi. Ghê quá. Đi đi. Giải tán đi. Không phải là trong đó cái chỗ không vậy? Alo. Chuyện gì? Sao cậu lại tới đây? Đúng lúc em đang ở phòng quản nghiệm với cậu Viên để tìm hiểu về quả bom đó thì nhận được tin cho nên cùng đến. Tình hình sao rồi? Đã phát hiện bao quả bom trong ngân hàng. Người trong ngân hàng đã sơ tán hết rồi. Sức nổ của bom thế nào? Lớn đó. Em sẽ nhanh chóng tìm cách tháo gỡ. Cẩn thận đó. Dạ được. Em cũng đi đây. À, mọi người, từ từ đi. Trời ơi, sao tiếng lắm như vậy? Cho tôi vô đi. Mọi chống sơ tán mọi người. Dạ dạ. Tránh ra, tránh ra đi. Sao đuổi tôi đi vậy? Cảnh sát làm nhiệm vụ, tránh ra đi. Tự đi, không được chậu. Tránh ra, tránh ra. Hồi lên. Đó. Cho tôi vô đi. Tiểu Dân, vị sư huynh. Được rồi, nhường đường đi. Nè, nè, anh làm gì vậy? Anh ấy gọi tôi mà. Thôi được rồi, à, mời qua. Vị sư huynh. Tiểu Dân, cậu về nước từ khi nào vậy? Em về nước cách đây không lâu. Hên quá, gặp cậu ở đây. Em vừa đến ngân hàng, thấy nhiều người quá, nên qua đây. Chỗ này nguy hiểm lắm, liên lạc cách nào đây? Em ở phòng 506, khách sạn Dương Sơn. Tôi sẽ tới tìm cậu. À, được rồi, dạ. À. Anh Long à, mời anh xem qua. Hãy cho tôi hỏi một chút tin đi. À, nè, được rồi, được rồi, gì vậy? Trong đó. Cho tôi vô đó, đi. Làm gì vậy? Được rồi, không được đâu, nguy hiểm lắm. À, có chuyện gì vậy? Trời ghê quá. Được rồi, từ từ đi, nè, được rồi. Trộn ghê quá. Sao không ta? Trời ơi, không biết sao nữa. Ờ, nè, trời ơi, nhìn kìa. Chuyện gì vậy? Không có gì hết, sao tôi biết được. Mọi người sơ tán ngay, tất cả mọi người trong ngân hàng ra khỏi ngay lập tức, bỏ lên. Tình hình sao rồi? Báo cáo đội trưởng, toàn bộ đã được gỡ, có thể hủy bỏ tín hiệu nguy hiểm rồi. Độc lập. Chắc là không phải một người đâu. Ngoài người này đến vị trí đặt bơm ra thì không còn người nào khác. Kẻ đặt bơm chính là hắn ta. Nhất định là như vậy rồi. Ừ. Danh mũi của hắn sụp xuống thấp như vậy. Hơn nữa là cách chúng ta rất xa, không thể nào nhìn rõ mặt của hắn được. Ừ. Con người này vô cùng xảo quyệt. Chắc hắn ý thức được ở đó có đặt camera nên cố ý tránh thôi. Ừ. Người này rốt cuộc là ai chứ? Sao hả? Có phát hiện gì không? Những người chứng kiến đã viết xong báo cáo, tên cướp không có để lại dấu vân tay trên điện thoại nên rất khó giám định. Còn nữa, đây là báo cáo kết quả kiểm tra. Bom đặt ở ngân hàng và bom sát hại nhân viên tư sát là cùng một loại đó. Xem ra cùng do một người làm đó. Như vậy đi, tôi đề nghị điều tra các loại nhà máy sản xuất nguyên liệu công nghiệp quá chất và các công ty đại lý để xem có ai mua nguyên liệu có thể chế tạo bom hay không. Đồng thời, chúng ta cũng nên điều tra gần đây có vụ mất cắp thuốc nổ gì không, biết đâu có thể tìm ra được đầu mối nào từ đó. Phong nói rất đúng. À, còn một việc nữa.
Em đã điều tra hoàn cảnh gia đình của Diên Thiệu Tổ. Thực chất hắn còn có một người anh, nhưng mà chưa từng lộ mặt, đến nay vẫn chưa rõ tung tích. Đây cũng là một đầu mối, chúng ta có thể tiến hành điều tra. Dạ. Vị sư huynh. Văn à. Xin lỗi, tôi tới trễ. Dạo này công việc của tôi bận quá. Không sao. Thưa anh dùng gì? Cảm ơn. Cho tôi một ly cà phê. Xin anh đợi một chút. Đúng rồi. Sao đột nhiên cậu lại về Hải Thiên vậy? Em về đây bằng chuyện làm ăn. Đúng lúc đi ngân hàng rút tiền thì gặp anh. Sự đời lắm chuyện trùng hợp đó. Điều này chứng tỏ thế giới này rất là nhỏ bé. Cậu về được một thời gian rồi chứ? Dạ không, chưa được 2 tuần nữa. Trước đây tôi có nhờ người bạn từ Mỹ tìm hiểu tin tức của cậu, nhưng mà họ bảo từ hồi cậu ra tù thì biệt vô âm tính. Dạo đó cậu đã ở... Dạo đó em ở Mỹ gặp một số cơ hội tốt. Không qua lại với bọn người đó nữa chứ? Từ hồi ra đến giờ em chưa tiếp xúc với bọn họ. Em cũng đã nghĩ kỹ rồi, tuổi mình không còn trẻ cho nên phải làm việc đàng hoàng một chút. Sau đó em nhờ một người bạn giới thiệu em làm đại lý cho một nhà máy nguyên liệu của Đức, chủ yếu là mở thị trường sang Trung Quốc. Vì vậy họ mới mời em tham gia. 1-2 năm nay em cũng gặp cơ hội ở Đông Nam Á đó. Vậy thì tốt. Tôi còn lo không biết cậu đã ở đâu nữa. Những ngày đó thôi cho qua đi, con người phải sinh tồn và phát triển nữa chứ. Nếu cậu đã nghĩ được như vậy thì thiệt là tốt. Công việc làm ăn thế nào? Cũng tạm tạm. Dù gì thì Trung Quốc cũng đã gia nhập WTO, nên lần này em về Trung Quốc cũng có cơ hội tốt. Đại sư huynh cũng đã đến Hải Thiên rồi đó. Thật sao? Họ muốn gặp đại sư huynh hay không? Tất nhiên rồi. Đại sư huynh, uống trà đi. Cảm ơn. Phải rồi, chuyện của cô tôi đã nói với cậu Long rồi. Cậu ta có tỏ thái độ gì không? Không hả? Cái cậu này, cậu ta là vậy đó, không chịu để tâm chuyện gì hết. Xem ra anh phải xuất chiêu thứ hai rồi. Chiêu thứ hai à? Chúng ta phải làm một chiêu khích tướng mới được. Có điều cô phải đồng ý lấy tôi đó, được không? Em lấy anh? Tất nhiên không phải thật rồi. Chiêu đó chỉ đóng kịch cho tên ngốc đó coi mà thôi. Con người thường như vậy, khi có trong tay một thứ gì đó thì không biết trân trọng, nhưng mà tới khi mất mới biết hối hận. Cho nên chúng ta phải đóng một vở kịch để cho cậu ấy xem, cho cậu ấy sáng mắt ra. Nè, chúng ta phải cho cậu ta lo cuốn lên. Cô thấy làm như vậy có được không? Làm như vậy liệu có thành công không? Tin tôi đi, tính cách cậu Long ra sao tôi là người hiểu rõ nhất. Vậy khi nào thì nói cho anh ấy biết? Cô đừng nóng vội, chuyện này cứ để cho anh sắp xếp. Tới lúc đó cô cứ đợi người ta tới rước cô đi, có được không? Đại sư huynh, anh có ai tới đây nè? Đại sư huynh. Tiểu sư đệ. Ê chà, đúng là cậu rồi. Sao cậu lại tới Hải Thiên? Sao không báo cho tôi một tiếng vậy? Được rồi, ra kia ngồi rồi hãy nói. Đúng, qua đây. Ngồi đi. Mau lên, ngồi xuống. Dạ. Mời anh uống trà. Đây là cô Bạch Tiểu Bảo, là em cậu Long đó. Chào cô Bạch. Anh cứ gọi em là Bảo. Phải rồi, đều là người nhà không được hết sao? Đại sư huynh à, thật không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây. Tôi cũng không ngờ đó. Khó khăn lắm mới có dịp ba anh em chúng ta gặp nhau. Vậy đi, tối nay chúng ta đi ăn cơm, tôi mời. Em thấy, hay là để em làm cơm, để mọi người chạy qua chạy lại mất thời gian lắm. Cũng được đó. Như vậy vừa được thử tài nghệ của cô, mà anh em chúng ta lại có thêm thời gian tâm sự nữa. Có phải vậy không? Dạ, vậy mọi người đợi em nha. Nè, dạo này cậu sống sao vậy? Không nhận được tin tức gì hết. Hôm nay vui quá, chẳng mấy khi ba anh em chúng ta gặp nhau. Đúng vậy, từ khi mọi người một việc, mọi người có dịp gặp gỡ nhau đúng là hiếm có. Đây là duyên phận, cậu nói có đúng không? Dạ. Phải rồi, ba anh em chúng ta ít khi giao đấu, hôm nay gặp được nhau á. Nè, tôi sẽ để chúng ta làm vài chiêu được không? Thôi đừng. Sao hả? Hai cậu cùng lên đi. Đại sư huynh, không cần đâu. Chạy đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Cải sư huynh. Tôi không sao. Tốt lắm. Nè, tam sư đệ, xem ra công phu của đệ tệ hơn đó. Vị sư huynh là bánh đao bất lão. Ba anh em chúng ta lâu rồi không có dịp tập cùng nhau. Ây cha, tôi vui quá, không đơn giản chút nào. Ba anh em chúng ta thành huynh đệ đồng môn, thật là có duyên với nhau. Chúng ta phải trân trọng điều đó. Giống như hồi còn nhỏ đó, ba anh em chúng ta có chuyện gì cãi nhau rồi thì xong, không để trong lòng làm gì hết. Có đúng như vậy không hả? Thật ra em luôn muốn tìm dịp để cảm ơn sư huynh. Nếu không phải là nhị sư huynh thì em làm gì có cơ hội để mà cải tà quy chánh chứ. Nhị sư huynh à, cảm ơn anh. Huynh đệ cười với nhau, coi như bao nhiêu quán thù tiêu tan hết. Nè, chúng ta cạn đi. Cạn đi. Văn à, tôi muốn mở một trường võ thuật để dạy võ thuật. Cậu có thích làm cùng với tôi hay không? Cậu nói đi chứ. Hay quá. Tiền thì không thành vấn đề, nhưng mà thời gian thì em không có nhiều. Em nghĩ có đại sư huynh đứng ra lo liệu, chắc chắn sẽ thành công. Cho em làm gì? Nếu vậy thì được. Nè, mấy năm nay cậu sống tốt chứ? Cũng được. Đại sư huynh, anh sao vậy? Không ngủ được hả? Cậu cũng không ngủ được sao? Có phải vì cậu Văn không? Không hiểu sao, em cứ cảm thấy hình như cậu Văn có điều gì đó giấu chúng ta thì phải. Tôi cũng cảm thấy như vậy. Mấy năm không gặp, tôi thấy khoảng cách với cậu ấy ngày càng xa hơn. Cậu ấy vốn rất là ít nói, vừa rồi cũng vậy. Không biết dạo này cậu ấy sống ra sao nữa. Cậu ấy tự lựa chọn con đường của mình. Cậu ấy muốn sống ra sao, chúng ta cũng không có cách nào khác. Hy vọng mọi việc đúng như cậu ấy đã nói. Cậu ta hối cải rồi, không mù quáng như trước kia nữa. Làm tốt công việc trong ngành nguyên liệu, công nghiệp hóa chất. Thôi, không nói chuyện đó nữa. Nói chuyện cậu đi. Nè, tôi nói cậu. Cậu Long à. Có chuyện gì? Tôi hỏi lại cậu một lần nữa, rốt cuộc á, cậu có thích cô Bảo không? Anh hỏi vậy là sao? Nếu cậu không thích cổ, tôi theo đuổi cổ đó. Cậu đừng có hối hận nha. Thôi trễ rồi, đi ngủ đi. Giống y như khúc gỗ vậy, sao không phản ứng gì hết? Xem ra mình lại phải nghĩ cách. Tôi không tin tôi không làm được. Tôi đã khai hết rồi, các anh còn muốn cái gì nữa? Chúng tôi muốn tìm hiểu thêm về hoàn cảnh gia đình của Diên Thiều Tổ. Anh có biết anh ta còn người thân nào khác không? Tôi nghe nói hình như anh ta còn có một người anh trai. Một người anh trai? Tên gì vậy? Anh ta tên là Nguyễn cái gì đó. Hồ Nguyễn sao? Đúng vậy. Nghe nói Diên Thiều Tổ có họ thật là họ Nguyễn chứ không phải là họ Diên. Tôi chỉ biết có vậy thôi à, những điều khác tôi không biết. Anh cứ suy nghĩ thêm đi. Ơi trời ơi, tôi không biết thật mà. Thật đó, tôi không có biết đâu. Không biết mà. Anh muốn biết ai đến thăm nghe học phải không? Đúng vậy. Sau khi tôi tới đây, có ai tới thăm cô ta không? Theo ghi chép của chúng tôi, hình như có một người. Là người nào? À, tôi nhớ ra rồi, là một người đàn ông. Đây, anh xem đi. Đúng không? Tôi nhớ không lầm đâu. Đúng là người đàn ông này. À, tôi tên gì? Quang Đức Thắng. Đây. Cô có nhớ hình dáng anh ta ra sao không? Hôm đó anh ta đội nón nên nhìn không rõ. Từ đó anh ta đi, tôi đã phái người đi theo. Nhưng người đó không đơn giản đâu. Người của chúng tôi đã nhanh chóng bị anh ta cho rớt. Đây là những tài liệu tôi thu thập được.
Từ đây có thể cho thấy rằng Hoa Đức Thắng là kẻ đáng bị tình nghi nhất. Người này đã sử dụng thân phận giả đi thăm gây hồn. Chắc chắn hắn là đồng phạm của bọn này. Hơn nữa nhiều khả năng đây là anh trai của Diên Thiệu Tổ. Báo cáo về tình hình cài bom ở ngân hàng đã có chưa? Có rồi. Theo báo cáo, bom cài ở ngân hàng Phát Triển và bom đã sát hại nhân viên tư pháp là cùng một loại đó. Xem ra phán đoán của chúng ta không hề sai. Vụ án tập đoàn vũ khí Nghe Hồng chưa kết thúc. Anh trai của Diên Thừa Tổ đã xuất hiện và có những hành động trả thù điên cuồng. Mọi người phải tăng cường truy bắt. Tôi phải lên cục tham dự một cuộc họp. Các cậu tranh thủ thời gian. Hy vọng lúc tôi về đã có thêm thu hoạch mới. Túc Trứng, hôm nay họp bàn về vấn đề gì vậy? Đừng có sốt ruột. Đợi một chút là biết ngay thôi mà. Anh lúc nào cũng bí mật hết. Tôi chỉ biết rằng trong số những người dự họp hôm nay, cấp bậc của tôi và cậu là thấp nhất thôi. Tắt máy đi vậy. Alo. Cái gì? Có bơm à? Tôi biết rồi. Có chuyện gì vậy? Phân cục gọi điện thông báo, trung tâm thương mại Thiên Thời nhận được điện thoại của bọn cướp, nói là chúng đang gài bơm trong tòa nhà, chúng đòi 1 triệu đồng tiền mặt, nếu không sẽ cho nổ tòa nhà. Hơi, bọn này ghê thật á, vì tiền có thể làm tất cả. Khương Tuyết à, em lập tức điện thoại báo cho anh Long biết. Dạ. Hà Cường, anh liên lạc với anh Long. Tôi và những người khác tới hiện trường đây. Kẻ đặt bom đã thông báo trong điện thoại, nếu sơ tán mọi người thì hắn sẽ cho nổ ngay lập tức. Hắn yêu cầu gì không? Hắn yêu cầu đưa cho hắn 1 triệu tiền mặt, nếu không sẽ cho nổ tòa nhà. Đã tìm thấy bom chưa? Tìm được rồi, nằm trong khu vệ sinh của tòa nhà. Tên cướp nói là lấy tiền thế nào? Hắn nói sẽ liên lạc vào điện thoại. Trong đó. Mọi người tới rồi. Tôi xem có cửa được không? Ở đây có 3 dây. Tôi cũng không thể khẳng định là dây nào nữa. Alo. Tao đây. Đã nhận được tiền xong chưa? Xong rồi. Tuy tôi không biết anh là ai, nhưng tôi có thể cho anh biết, anh làm như vậy là rất nguy hiểm. Hơn nữa anh tự đi đến con đường chết đó, tốt nhất là ra đầu thú đi. Thật sao? Vậy thì cứ đợi xem, 5 phút nữa tao sẽ liên lạc với tụi mày. Bây giờ phải làm sao đây? Để tôi xem. Nè, cẩn thận. Tôi sẽ phụ trách việc mang bơm ra ngoài. Mọi người giúp mở đường về em hộ tôi. Tiểu Thông, báo cho mọi người chuẩn bị báo cáo ở bên ngoài ngay lập tức. Dạ. Cẩn thận đó. Bên trong thùng, bên trong thùng phát nổ. Nhất định là do bọn cướp làm. Chúng ta trúng kế rồi. Alo. Được. Lại là người đó. Rốt cuộc là anh muốn gì đây? Mục đích của tao là tiền. Bây giờ tao cho tụi mày 15 phút. 15 phút sau tao sẽ gọi điện thoại lại và báo cho tụi mày biết cách thức giao dịch. Nhưng mà có điều phải nhớ cho kỹ, đừng có tìm cách gỡ bom đó. Nếu không tụi mày sẽ phải lãnh đủ.
Hắn nói bom đã cài ở quả cầu quá lớn. Chia nhau tìm. Cô lấy cái này. Đây đã chuẩn bị xong rồi. Dù thế nào cũng phải loại trừ bằng đường nguy hiểm. Không còn thời gian, phải tìm cách thoát bom thôi. Đi thôi. Alo. Đã chuẩn bị xong tiền chưa? Có đi rồi. Anh hãy cho tôi biết cách tháo bom trước đi. Không thương lượng. Cứ đưa tiền đây đã rồi hãy nói. Nếu không, tao sẽ cho nổ bom đó. Tiền đưa cho anh bằng cách nào? Các người, mép bên phải cổng tòa nhà có một cống thoát nước. Hãy nâng nắp cống lên rồi ném tiền vào đó. Cứ làm theo những gì tao nói, nhất định tao sẽ nhận được thôi. Tao cho tụi mày thời gian là 3 phút để thành công công việc này đó. Đi thôi. Viên Anh, cẩn thận đó. Linh Đơ. Gì vậy? Đâu qua đi. Gì vậy? Mời qua. Linh Đơ. Alo, sao tiền cọc chưa đến? Tao cho tụi mày 10 giây cuối cùng đó. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Alo, tôi đã ném tiền xuống rồi đó. Định bắt tao chứ gì? Tao khuyên tụi mày là hãy cắt đứt dây màu đen của quả cầu bơm xuống. Tao cho tụi mày 30 giây thôi đó. Nghe đây, cắt dây điện màu đen. Chỉ có 30 giây thôi, nhanh lên. Vậy còn người đó thế nào? Hắn ở dưới, để tháo bơm rồi đuổi theo sau. Cắt cái dây màu đen đó, chỉ còn 15 giây thôi. Chín giây, tám giây, bảy giây, sáu giây, năm giây, bốn giây, ba giây, hai giây, một giây. Viên Anh, không sao chứ? Anh không sao. Báo với chuyện giật là bom giả. Alo, là bom giả đó. Không sao. Sao ở đây lại có một cái điện thoại di động? Nó đang nhấp nháy. Ném đi, nằm xuống. Nằm xuống, nhanh lên. Mọi người cấp cứu đi. Thật không ngờ cái thằng ranh này đã cài bom trên điện thoại di động. Nè, 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 anh đè em nặng quá hả? Nè, Triển Dực, Triển Dực, Triển Dực, Triển Dực, Triển Dực, Triển Dực, anh sao vậy? Triển Dực, Triển Dực, Triển Dực, Triển Dực, anh đừng có hù em nhé. Triển Dực, Triển Dực, đừng có hù em. Anh Long. Anh Long. Triển Dực sao rồi? Anh ấy không sao, chỉ bị sức ép thôi. Dì Phong đang chăm sóc cho cậu ta.
Kết quả báo cáo xét nghiệm hóa học đều giống nhau. Mấy vụ đốt bom đó đều là một loại bom, nên chắc là do một tay làm ra thôi. Bom chế tạo thủ công. Bây giờ hắn có tiền rồi, bom tới đây chắc sẽ tinh vi hơn. Có khả năng là anh trai của Diên Thiệu Tổ làm không? Rất có thể là vậy, nhưng mà cũng chưa thể khẳng định. Con người này còn khó đối phó hơn Diên Thiệu Tổ nữa. Diên Thiệu Tổ là nhân vật hướng ngoại, việc gì cũng thích nó toạt ra, dễ đối phó. Còn kẻ đánh bom này thì toàn ẩn ở trong bóng tối. Chúng ta chỉ có thể suy đoán bước tiếp theo hắn sẽ làm gì, mà suy đoán thì không chính xác. Chúng ta phải hợp tác với các bên liên quan, đặc biệt là ngành hải quan, kiểm tra nghiêm ngặt các hàng cháy nổ và hàng cấm. Tôi cảm thấy sẽ có thu hoạch nào đó đó. Được rồi, em đi làm việc đi. Anh tỉnh rồi hả? Em vẫn ở đây coi anh đó sao? À, như vậy thì đúng ra anh phải tỉnh sớm hơn chứ. Tại sao vậy? Hiếm khi thấy em nhìn anh với ánh mắt dịu dàng như vậy. À, đúng rồi. Vừa rồi bác sĩ có nói anh bị chấn động não, nên không có trở ngại gì lớn, chỉ vài hôm nữa sẽ khỏe, sớm được xuất viện rồi. Vậy thì tốt rồi, có thể quay lại làm việc sớm một chút. Xin lỗi anh. Tại sao lại xin lỗi? Bởi vì nếu vừa rồi em không sơ ý thì anh đã không bị thương rồi. Xin lỗi thì có tác dụng gì chứ? Thấy em nhớ nhung anh cũng đáng lắm mà. Cái gì mà nhớ nhung chứ? Em cảm ơn anh là điều nên làm. Tại sao lại cảm ơn anh? Bởi vì anh lại cứu mạng em thêm một lần nữa. Nếu không, người ngồi đây gọt táo chính là anh đó. Cảm ơn Xuân là không được đâu, phải thể hiện bằng hành động mới được chứ. Thể hiện bằng hành động? À, được, anh nói đi, anh muốn gì? Ờ, đúng là như vậy. Em gọt 100 quả táo cho anh ăn đi. 100 quả? Ừ. Được thôi. Dừng xe. Đề nghị cho xem giấy tờ. À, đây à? Làm ơn mở cốp xe. Hả? Không có gì đâu anh. Xin anh xuống xe để mở cốp xe. Ừ. Không có gì thật mà. Đề nghị anh mở ra. À, mở ra. À, nè, mời anh hút điếu thuốc. À, nè, anh tính làm gì? Họ lên. À, xin lỗi, anh xin lỗi. Đội trưởng, trong này cũng có. Chúng tôi kiểm tra xe quá cảnh, thu được một số thuốc nổ rất là nguy hiểm, cho nên mới thông báo cho các anh qua xem, coi thử xử lý thế nào. Đây, đây. Đây bên này. Nè, anh ta đã khai chưa? Vẫn chưa. Được rồi, gì này cho tôi. À, thực sự là tôi không biết gì cả, các anh đừng có ép tôi mà. Đừng căng thẳng, chúng tôi đến không để ép anh. Chúng tôi tới là để giúp anh. Giúp tôi? Anh có biết xe anh vận chuyển hàng gì hay không? Tôi không biết, họ chỉ bảo tôi lái xe qua đó thôi.
Vậy thì anh đã bị người ta hãm hại rồi. Anh có biết hình phạt cao nhất dành cho tội vận chuyển trái phép chất nổ nguy hiểm là tử hình không? Nè, người bảo anh vận chuyển hàng là kẻ thù của anh hả? Người ta muốn anh phải chết đó. Nè, anh lập gia đình chưa? Ừ, rồi. Tôi mới cưới năm ngoái. Chưa có con chứ? Ồ, vậy cũng tốt. Vợ anh có thể tái giá rồi. Hả? Ừ, cái gì? Tôi không muốn chết. Tôi không muốn chết đâu mà. Nếu anh có thể giúp chúng tôi tìm được chủ hàng, thì khi tòa án sẽ cân nhắc xét xử. Việc đó phụ thuộc ở việc anh có chịu hợp tác với chúng tôi hay không. Tôi không biết thật mà. Ôi, vậy thì không ai có thể giúp anh được rồi. Các anh giúp tôi thật chứ? Chúng tôi không giúp được anh, chỉ có anh mới giúp được anh thôi. Nhưng mà trước hết là anh phải nói thật. Tôi không biết chủ hàng là ai. Họ chỉ bảo tôi chở hàng đến núi Phi Ưng thôi. Tối nay các cậu hãy thay người lái xe đó tiếp xúc với chủ hàng, xem đối phương lai lịch thế nào. Dạ. Tùy cơ ứng biến, rất có khả năng đối phương là nhân vật rất nguy hiểm. Tốt nhất là hãy bắt sống hắn. Tôi nghe chủ hàng chính là kẻ chủ mưu trong vụ cướp tiền. Liệu đó có phải là anh trai của Diên Tiểu Tổ không? Rất có khả năng. Khương Tuyết, phía Hồng Kông có tin tức gì không? Không có, họ vẫn đang điều tra. Hay là ta liên hệ với bộ phận liên quan yêu cầu giúp đỡ? Núi Phi Ưng rất quan du, nếu nhiều người đi sẽ dễ bị phát hiện. Dương Anh nói đúng đó, chúng ta phải hành động cẩn thận mới được. Một tôi xuất hiện. Một tôi xuất hiện, một tôi xuất hiện. Hạ Cường, lên đi. Mày là thằng nào? Ai bảo mày đến đây hả? Tiêu đang bị đau bụng, không đến được. Em thay anh ấy mang hàng đến. Mang đến cho anh nè. Không cần, đợi nó khỏi rồi tính. Anh à, đừng đi. Đưa thôi. Nhanh lên. Xin lỗi Long, bọn em thất bại rồi. Lúc đó bọn em đã thông báo với cục xin hỗ trợ. Nhưng khi bọn em tìm được xe thì đối tượng đã mất tích. Để chứng minh được xe của anh ta là xe ăn cắp, tới hình dáng đối tượng bọn em cũng không nhìn rõ. Chỉ biết là một người đàn ông đội mũ mà thôi. Để cho đối phương thoát mất tuy là đáng tiếc, nhưng các cậu cũng đã chặn được số bom kia, tránh được thương vong lớn. Vậy cũng là tốt rồi. Dạ. Dạ. Alo. Anh Long hả? Em vừa đến phòng tư liệu của tổng cục về. Vẫn chưa tìm ra đầu mối, nhưng em dặn mọi người ở đó rồi. Nếu tìm thấy gì thì lập tức thông báo cho em ngay hoặc gửi cho đội đặc nhiệm. Dạ. Sao ạ? Anh muốn em đi tìm Lý Đại Đô hả? Có thể anh ta bị giết sao? Dạ, em biết rồi, em sẽ đi ngay. Bác Tài à, chúng tôi tới bệnh viện đi. Bệnh viện này chuyên giam giữ phạm nhân, nên canh phòng rất nghiêm ngặt. Tôi biết. Không canh phòng nghiêm ngặt thì việc gì phải nhờ anh giúp tôi chứ. Có nhiều thôi hả? Đây là giá thỏa thuận mà. Nhưng tôi phải mạo hiểm lắm đó. Thì tôi cũng phải mạo hiểm chứ. Có làm không? Nha. Nhưng anh bị người ta bắt được thì tuyệt đối không được khai cho tôi nha. Yên tâm đi, không sao đâu. Tao là ai không? Tao là anh trai của Diên Thiệu Tổ. Tao đến để báo thù cho em trai của tao. Nhưng mày yên tâm đi, mày cho biết những gì tao muốn biết thì tao sẽ tha cho mày sống. Chuyện của anh Tổ không liên quan tới em, đó là do cảnh sát làm thôi. Ai có liên quan đến và ai không có liên quan mau nói cho tao biết. Tao chỉ muốn hỏi mày một việc mà thôi. Em không muốn chết mà. Peter Trần,
Bao Hoàng và Mary Lee là ai hả? Em không biết thật mà. Mày hợp tác với chúng đó mà mày không biết chúng nó là ai hay sao? Em có hợp tác đâu. Không hợp tác à? Nói. Bên tay trận á là Hoa Phi Long đóng, Phong Hoàng á là Triển Vật đóng, còn Mary Lee là Dư Phong đóng. Họ đều là nhân viên đội cảnh sát đặc nhiệm hết. Em chỉ biết có vậy thôi, những chuyện khác em không biết đâu. Được, để tao báo đáp cho mày, tao sẽ cho mày chết một cách nhanh chóng. Hả? Không rồi, chết rồi. Mau đuổi theo. Phía này. Anh đường kia đi. Kết quả là không đuổi được hung thủ đúng không? Dạ, bọn em đã khám xét khắp nơi, nhưng chỉ tìm thấy xác của một nhân viên trong bệnh viện. Chắc đây là người sắp xếp cho hung thủ lọt vào bệnh viện, tránh kiểm tra của nhân viên an ninh. Nhưng em thật sự không hiểu tại sao hung thủ lại chạy thoát được nữa. Em đã kiểm tra xác của Lý Đại Đô, hắn chỉ vừa mới bị giết, hung thủ không thể chạy xa được. Tụi em đã tìm kiếm khắp nơi rồi mà không tìm thấy. Cô tìm trong phòng của Lý Đại Đô chưa? Cửa phòng thì kép hờ, còn cửa sổ thì đóng. Nếu là tôi sẽ nấp ở trong phòng, đợi các cô đi rồi thì mới đi. Vậy sao? Sao lúc đó em không nghĩ ra điều này chứ? Tôi cũng chỉ đoán vậy thôi, cũng không chắc là vậy. Nhưng mà tóm lại là cô cũng được một bài học. Ừ. Tôi nghĩ chúng ta vẫn nên bắt đầu từ Nghe Hồng đi. Ừ, dạ được. Chúng ta lại gặp nhau. Vậy thì sao? Chị có biết anh trai Viên Thiệu Tổ đang làm loạn ở thành phố này lên không? Tôi đã nói từ trước rồi, anh ta sẽ về đòi nợ mà. Sớm muộn thì chúng tôi cũng bắt được anh ta thôi. Vấn đề bây giờ là thời gian. Tôi nhắc lại với chị một lần nữa, nếu chị còn lương tâm thì chị hợp tác với chúng tôi đi. Anh ta làm như vậy đã tổn hại bao nhiêu người vô tội rồi, chị biết không? Anh ta đặt bom khắp nơi, khiến cho mọi người kinh hoàng, làm loạn trật tự xã hội, giết hại bao nhiêu người vô tội. Chị có thể nhẫn tâm nhìn cảnh đó sao? Chị thực sự không còn chút lương tâm nào hay sao? Nếu tôi hợp tác với các anh thì tôi sẽ được gì? Chị nên nhớ, giữa chúng ta không có chuyện mặt cả. Chị phạm pháp thì phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Bây giờ tôi chỉ có thể nói với chị, nếu chị đồng ý hợp tác giúp chúng tôi phá được án, thì sau khi chúng tôi phá án, pháp luật sẽ khoan hồng đối với chị mà thôi. Được, tôi hợp tác với các anh. Anh muốn tôi làm gì? Người đó nhìn ra sao? Gần đây có ai thăm cô ta không? Dạ không. Kỳ lạ, đột nhiên tại sao cô ta lại thay đổi thái độ vậy? Còn chịu tả chân dung của kẻ đánh bom nữa chứ. Chắc cô ta đã nghĩ kỹ, muốn hưởng được sự khoan dung của pháp luật. Cuộc sống tù tội khổ lắm. Báo cáo đã giải xong, hình như là người này. Triển Vật. Alo. Tôi về nghe. Cô ta vẫn không chịu hợp tác. Được, về rồi nói sao.
Đại sư huynh. Tâm sư đệ, cậu tới làm gì? Em đến tìm nhị sư huynh. Tới tìm nhị sư huynh làm gì chứ? Là như vậy, em vừa mới nhận hàng từ nhà máy, muốn tìm một cái kho cất hàng, nhưng mà không tìm được nên nên tới tìm cậu Long cất đồ vô nhà cậu Long có phải không? Dạ, thật là ngại quá. Chuyện nhỏ thôi, chỉ có hai thùng thôi chứ gì, cứ để đây, không có vấn đề gì đâu. Có ngại không anh? Có gì đâu mà ngại chứ, anh em với nhau không mà. Đây để tôi giúp cậu ha, giúp cậu cất đồ. Anh cứ để em, nhẹ thôi mà. Vị sư huynh có nhà không anh? Anh Long rất ít khi có nhà. Vậy anh ấy có... Không dám từ chối đâu, tôi sẽ cho cậu ta một trận đó. Chúng ta vẫn giữ liên lạc với cục cảnh sát, nhưng vẫn chưa có tin tức gì về anh trai của Diên Thiệu Tổ. Con người đó như đã bốc hơi khỏi mặt đất, sau khi Lý Đại Đô chết không thấy anh ta xuất hiện nữa. Bên Hồng Kông có gọi điện đến, nói đã điều tra về anh hai của Diên Thiệu Tổ. Hiện tại đã có chút tiến triển. Nếu họ có tài liệu gì, họ sẽ mail qua cho chúng ta. Gần đây có phát hiện chất cháy nổ chuyển vào Hải Thiên chứ? Có lẽ là do anh của Diên Thiệu Tổ chưa ra tay hành động, trong tay hắn chưa có thuốc nổ. Cũng rất khó nói. Vụ án trước có thể thấy rằng con người này có thể tự chế tạo về bom. Chỉ cần có nguyên liệu thích hợp thì cũng khó đảm bảo hắn ta sẽ không tiếp tục làm. Lần trước tôi đã nói, sau Lý Đại Đô chết thì chỉ còn chúng ta mà thôi. Đội đặc nhiệm của chúng ta có lẽ là mục tiêu kế tiếp của hắn. Cái này tôi không lo. Ít ra thì hắn tìm được chúng ta thì chúng ta cũng có đủ khả năng đối phó. Tôi đã dạch sẵn một phương hướng cho tên điên cuồng này. Tôi sẽ bố trí cho đội đặc nhiệm được nghỉ 2 ngày, ngoài tỉnh trong động. Bên ngoài ta làm bộ nghỉ ngơi để thả cho chúng hành động. Nhưng không phải chúng ta buông lỏng, mà là chủ động xúc tích để tìm ra manh mối, không được rời xa một... Nè, vào đây, vào đây. Dạ. Để ở bên kia đi. Nè, có cần anh giúp gì không? Không cần đâu, anh không cần cái sáo. Những thứ này mắc tiền lắm hả? Những loại hàng này là hàng mẫu trên thị trường không có mua được đâu. Em sợ bị gia đập làm vỡ mất. Các anh làm gì vậy? Cậu Văn không tìm được kho nên tạm thời để tạm ở đây thôi. Thật ngại quá, tôi chỉ để lại 1-2 ngày rồi tôi sẽ không mang đi sao. Đây là cái gì vậy? Chỉ là mấy hàng mẫu thôi mà. Đúng vậy, chỉ là mấy hàng mẫu không mua được ngoài thị trường, có đúng không? Đúng vậy không? Đúng vậy. Em nghĩ những đồ này để vào phòng trong được không ạ? Có tiện không đó? Trời ơi, có gì mà không tiện chứ, đều là người nhà hết mà, có đúng không? Đúng vậy, anh đừng ngại mà. Thôi, mọi người nói chuyện đi, tôi đi làm đây nha. Đại sư huynh à, em cũng đi mua đồ, chúng ta cùng đi nha. Cũng được. Vậy còn tôi thì... Anh cứ ở nhà uống nước, trong tủ vẫn còn đồ ăn và nước uống, để tôi mua đồ về nha. Vậy nha. Đi thôi. Dạ. Philippines, Peter Trần, Hoa Phi Long, quả nhiên là anh mà. Thank you.
Ủa, sao cô về sớm vậy? Trí nhớ của em ngày càng tệ. Chọn đồ xong hết rồi mới nhớ ra ví tiền để ở nhà. Thế nào, đồ của anh đã cất xong chưa? Nếu còn nữa thì trên gác nhà em có phòng đó. Được rồi, cảm ơn cô. Em thấy có vẻ anh nóng, anh uống trà nha. Anh vừa từ nước ngoài về nên chắc không biết Hải Thiên thay đổi tới mức nào. Đợi vài hôm nữa có thời gian em sẽ dẫn anh đi đây đó. Lại làm phiền cô nữa rồi. Anh đừng nói như vậy. Anh à, muốn ăn gì? Lát nữa em đi mua đồ. Cả nhà chúng ta cùng ăn bữa tối nha. Như thế nào cũng được, tùy cô. Anh thật dễ tính. Không như anh rể của em, anh ấy có tật cánh cá chọn canh. Thôi, anh ngồi chơi nha, em đi đây. Anh về rồi à? Em ra ngoài sao? Em đi mua thức ăn. Mua thức ăn làm gì? Sư đệ của anh đến đó, thức ăn chưa đủ. Họ đâu? Nè. Nè, tôi và cậu dân đi mua thùng bia, lát nữa uống cho vui. Vào nhà đi. Các anh nói chuyện nha, em đi đây. Sư đệ, sao hôm nay cậu lại tới đây vậy? Là như vậy ạ. Sư đệ trước mắt có chút hàng, chưa có chỗ để, nên muốn nhờ để ở đây thôi ha. Là hàng gì? Là mấy thứ hàng sạch mà, cũng không đáng tiền là mấy đâu. Yên tâm đi, anh em với nhau không ai hại cậu đâu. Em không có ý đó. Vậy đi rửa mặt đi, chúng ta ăn cơm ha. Hai người ngồi đi. Đại sư huynh, em nghĩ rồi, nếu như mà mặt hàng này bán được thì sẽ có tiền cho anh mở trường dạy võ rồi. Thật sao? Nếu vậy thì phải nói chuyện với vị sư đệ rồi. Bây giờ người mở trường dạy võ đông lắm rồi. Nhưng mà mở trường dạy võ rất được đó. Được rồi, ai vào phòng của tôi vậy? Có chuyện gì? Ai vào phòng của em? Sao lại căng thẳng quá vậy? Hay là cô Bảo? Cô Bảo ra phố mua thức ăn, lát nữa về hỏi cô sao. Cô Bảo không bao giờ vào phòng của em. Như sư huynh, là em đó. Sao cô lại vào phòng tôi? Cô Bảo kêu em để vào trong phòng, em tưởng là phòng đó. Lúc vào em mới biết là phòng anh, cho nên em đã chuyển đồ ra. Cô có đụng vào đồ của tôi không? Dạ không ạ. Vậy còn cái hộp ở bên dưới? Em không động vào thật mà. Sao căng thẳng quá vậy? Mất cái gì sao? Không có. Không có mất thì căng thẳng cái gì? Vậy trong phòng cậu có cất cái gì không? Chỉ tại em không quen thôi. Tam sư đệ chúng ta làm ăn buôn bán, chỉ có một vụ làm ăn thì cũng bằng cô làm cả năm đó chứ. Hơn nữa, chúng ta là người tập võ chung với nhau, quan trọng nhất là nghĩa khí. Tam sư đệ đã định đầu tư cho tôi mở trường dạy võ, chính là nghĩa khí đó. Nhị sư huynh à, xin lỗi, em không cố ý đâu à. Người ta không làm gì sai, lại còn xin lỗi cậu nữa, cậu còn muốn cái gì? Nhị sư huynh em... Thôi, không nói nữa, không sao đâu. Căng nhằn. Mà kệ đi, uống trà tiếp. Em trai, anh không ngờ người giết chết em lại là sư huynh của anh và đội cảnh sát của hắn. Anh vốn định cho cả nhà của hắn phải nổ tung lên, nhưng anh không muốn hại hai người khác. Một người là sư huynh của anh, người kia là cô Bảo. Nhưng em cứ yên tâm, anh nhất định sẽ nhanh chóng báo thù cho em. Em ở dưới đó, hãy phù hộ cho anh. Thank you.
Tam sư đệ, sao vậy? Cậu vẫn còn giận nhị sư đệ sao? Nè, uống đi. Nó vẫn hay cằn nhằn như vậy đó, để ý làm gì chứ? Cậu... Cậu có tính đầu tư cho tôi mở trường dạy võ thật không vậy hả? Dạ, nhất định em sẽ đầu tư cho anh. Có điều em đang bận làm ăn, có đại sư huynh trông coi, trường dạy võ nhất định sẽ thành công thôi. Đương nhiên rồi, tao sư đệ, tôi nói cho cậu biết, cậu cứ đồn đáo buôn bán khắp nơi cũng không phải cách hay. Chỉ được vài năm á, cậu phải ổn định đi, làm cùng tôi có phải hay không? Đúng vậy, nhưng em đâu có bản lĩnh như anh và đại sư huynh đâu. Tôi thì có bản lĩnh cái gì chứ, còn cậu Long á, cũng chỉ đi làm thuê mà thôi. Làm thuê cái gì? Anh Long chính là một cảnh sát quai lắm đó. Em còn nghe nói trong thành phố có một đội cảnh sát đặc nhiệm, những người trong đội rất tài giỏi. Anh chưa từng nghe hay sao? Cậu nghe ở đâu vậy? Một người bạn của em nói thôi. Có phải làm ăn gặp chuyện rắc rối nên muốn nhờ nhị sư đệ giúp không? Không có. Chuyện trước đây của em ở Mỹ, nhị sư huynh cũng còn mặc kệ nữa, là bây giờ có chuyện anh ấy mặc kệ cũng phải thôi. Cậu đừng có nói vậy. Con người của cậu Long cứ như tảng đá vậy đâu, từ nhỏ tới giờ có bao giờ thay đổi đâu. Nguyên tắc là chết, chỉ có con người là sống thôi. Chúng ta là anh em với nhau mà, có gì không nói ra được chứ, đúng không? Anh không hiểu đâu. Cậu không nói ra làm sao tôi hiểu được chứ? Rồi có ngày anh sẽ hiểu thôi. Em có việc muốn hỏi anh. Anh đã bao giờ đến chỗ của nhị sư huynh làm việc chưa? Chưa. Vậy anh đã bao giờ gặp người trong đội đặc nhiệm của ảnh chưa? Cũng chưa. Còn em thì rất muốn biết họ đó. Cậu hỏi như chuyện này làm gì? Có phải cậu vẫn còn khúc mắc với cậu Long đúng không? Hả? Đâu có. Thật sự không có chứ? Không có, em đã quên hết rồi. Tâm sư đệ, tôi cảm thấy bây giờ cậu thay đổi rất nhiều rồi. Trước đây cậu hay thù dai nhớ lâu. Tôi nhớ có lần á, cậu bị người ta đánh, mà sau đó lại đi lượm gạch, trời, dở đầu người ta ra. Ai mà không trưởng thành hả anh? Trưởng thành rồi, nhưng không được quên cái gốc đâu. Như đại sư huynh đây, làm việc gì á, trước hết cũng phải nghĩ tới cái tình cái nghĩa. Tình nghĩa hả? Trong cái xã hội bây giờ, tình và nghĩa chẳng đáng một xu nào cả. Đó là bởi vì tình và nghĩa là những tài sản vô giá. Nè nè, cạn ly vì tình nghĩa của chúng ta, không sai không về. Nhớ đó. Thank you.
Alo. Anh đi. À. Anh cũng không biết nên nói gì. Nhưng giờ em đã đỡ hơn chưa? Em không sao. Anh có thể gặp em hay không? Bây giờ hả? Em có ở nhà không vậy? Anh đến tìm em nha. Bây giờ muộn rồi. Nhưng anh muốn gặp em bây giờ. Nè, anh có nhớ đã nói rằng anh sẽ đợi em không? Bây giờ anh quên rồi sao? Hay vậy đi, em chỉ cần anh đợi đến ngày mai thôi, có chịu không? Ý của em là... Ngày mai gặp thì anh sẽ rõ ý của em thôi. Anh không hiểu. Sao anh ngốc quá vậy? Em muốn anh đợi em mà anh không hiểu à? Anh em cần suy nghĩ một đêm, được không? Em hy vọng lúc chúng ta gặp nhau, chúng ta sẽ bên nhau thật hạnh phúc. Anh hiểu không? Em chịu chấp nhận anh hả? Nè, bây giờ đừng nghĩ gì nữa. Ngày mai anh sẽ biết, có được không? Em làm anh sốt ruột chết đi mất. Nếu như sốt ruột mà chết được á, thì ngày mai không cần gặp nữa. Sau này cũng vậy. Anh suy nghĩ đi. Được, vậy ngày mai gặp lại. Tạm biệt. Tạm biệt. Chuyện gì? Chào anh. Chắc là anh không ngờ em viết cho anh lá thư này có đúng không? Vừa rồi nghe giọng nói sung sướng của anh, trong lòng em cảm thấy rất ấm áp. Thì ra cái cảm giác khiến người khác hạnh phúc lại tuyệt vời đến như vậy. Cảnh sát HK, Viên Thừa Tổ, tên thật là A Văn. Đây chính là ảnh chụp trong hồ sơ của A Văn hồi đi tù ở Mỹ. Tỉnh rồi sao? Anh muốn làm gì? Tao đến là để giết tụi mày. Lần trước ở trung tâm thương mại không cho tụi mày nổ tung được, lần này nhất định tụi mày không thoát được đâu. Anh là anh trai của Viên Thừa Tổ phải không? Tên thật của nó là Nguyễn Võ. Tao đến là để đòi nợ cho nó. Tôi biết anh tên là Nguyễn Văn. Anh đừng có mơ đạt được âm mưu. Tao nói được là làm được. Tao sẽ cho tụi mày nổ tung thành từng mảnh. Đợi ngày mai nó đến đây sẽ cùng mày đi lên Tây Thiên đó. Mày đừng có trách tao. Nếu muốn trách thì trách đội trưởng Hoa Phi Long của mày đó. Anh Long à? Tại sao? Hắn là sư huynh của tao. Tao vốn đã định cho nổ chết cả nhà nó rồi. Nhưng ở đó còn có hai người nữa. Tao không muốn lạm sát những người vô tội. Còn Hoa Phi Long và những kẻ trong đội cảnh sát đặc nhiệm của tụi mày,
tao sẽ không tha cho một đứa nào. Đừng có mà nằm mơ, anh mới chính là kẻ ngu xuẩn nhất đó. Mày không cần phải nói nhiều như vậy. Ngày mai mày sẽ biết tao lợi hại như thế nào. Anh muốn làm gì? Anh muốn làm gì? Không muốn gì hết. Tỉnh rồi sao? Hiệu quả của loại thuốc mê này thật là tuyệt. Thời gian rất chuẩn. Thấy chưa? Thiết kế của tao được đó chứ. Nè 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 nè, đừng có động đậy, cũng chẳng có tác dụng gì đâu. Đợi chúng nó đến rồi, nhất định sẽ đi tìm mày. Đến lúc chúng nó tìm thấy mày rồi thì cũng là lúc quả bom đó nổ tung. Có điều mày cũng không cần phải luyến tiếc, có nhiều người đi cùng với mày đến cõi chết kia mà. Mày sẽ không cô đơn đến cõi chết một mình đâu hả? Tốt rồi, tao đi đây. Chúc chúng mày chết vui vẻ nha. Vị sư huynh à, cứ đến đội cảnh sát đặc nhiệm của anh đi thì sẽ rõ thôi. Thương Tuyết, sớm vậy? Ờ, sao chỉ có mình em? Dư Phong đâu? Cả đêm qua cậu ấy không về. Cô ấy đi đâu chứ? Em không biết nữa. Tối qua cậu ấy nói là rất buồn bực, mình quay lại đội để làm việc. Ừ. Tối hôm qua hai người có việc gì vậy? Không có gì. Không thể như vậy được đâu.
Em chưa từng thấy Dư Phong như vậy bao giờ hết đó. Tối qua cô ấy làm sao? Cứ như người mất hồn á. Cô ấy không thể tự làm chủ được mình. Wow, em có nói quá không đó? Cũng có một chút, nhưng mà cũng gần như vậy. Nè, kể cho em xem có chuyện gì vậy? Cô ấy không có kể với em hả? Không. Như vậy thì anh không thể nào kể được. Anh này. Nè, lên xe đi, đợi Dư Phong kể cho em nghe sau. Nhanh lên đi. Được rồi. Em nói là tối hôm qua cô ấy đến đây kia mà. Thì cậu ấy nói như vậy. Mà sao lại không có ở đây ta? Nè, anh xem, máy tính nhấn bật, cửa cũng mở kìa. Có lẽ là cô ấy ra ngoài. Dù sao Dương Anh và Hà Cường cũng chưa đến. Đúng vậy. Nè, rốt cuộc giữa hai người xảy ra chuyện gì vậy hả? Không có gì. Nè, có lẽ là cô ấy đi rửa tay. Để em đi tìm cô ấy nha. Được. Có thấy cô ấy hay không? Không có. Hey, chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Xin chào. Anh Trực à, nhà mới vui vẻ chứ? Hả? Tới sớm vậy? Nè. Đồ quỷ. Anh Triển giờ có chuyện không vui vậy sao? Đó. Nói nghe xem. Nè, mọi người không thấy điều bộ ngọt ngào của anh Triển giờ hay sao chứ? Thôi mọi người đừng có đùa nữa. Đâu có đùa đâu, trông cậu thật ngọt ngào mà. Nè, anh Triển giờ đang đợi một người đó. Đợi. Đợi gì? Không phải là hai người đâu. Tôi biết rồi, là Dư Phong. Đúng đó, anh trở nên thông minh từ lúc nào vậy? Ê, cái này có gì mà khó đoán đâu. Nếu anh ấy đợi Dư Phong thì đợi anh Long luôn. Triển à, cậu cứ yên tâm đi, đều là cảnh sát thôi, giữ bí mật là kỷ luật của chúng ta. Cậu có gì cứ kể cho bọn tôi, bọn tôi nhất định sẽ giữ bí mật cho cậu mà. Không có gì. Thôi mà nói đi. Đã nói là không có gì mà, mọi người lại phiền phức quá đi. Đến đông đủ rồi đó. Dư Phong từ trước tới nay chưa bao giờ tới muộn. Đúng vậy, hay là có chuyện gì? Có chuyện gì? Alo. Anh đến rồi à? Không thấy Dư Phong ở đâu. Đã gọi điện thoại chưa? Trước khi đến em đã gọi rồi, nhưng không có ai nghe máy cả. Gọi lại thử xem. Mọi người xem nè, ví tiền và điện thoại di động của Dư Phong vẫn ở đây. Đồ của cổ sao lại ở đây? Nhất định là có chuyện rồi, mau đi tìm đi. Dư Phong, đừng có động vào. Trên người cô ấy có bom đó. Hà Cường, kêu đội gỡ bom, kêu họ tức tốc tới đây. Dạ. Dương Anh, Khương Tuyết, tìm khắp nơi xem có còn hay không. Dạ. Dạ. Triển Vật, lấy dụng cụ qua đây. Dạ. Anh đã làm chuyện này là Nguyễn Văn. Hắn nói hắn phải trả thù cho em của hắn, phải cho nổ hết mọi người ở trong đội. Đồ chết tiệt. Anh Long à, không còn thời gian nữa đâu, bom sắp nổ rồi. Dù còn một giây chúng tôi cũng sẽ cứu cô. Anh Long à,
Bây giờ làm sao đây anh? Em đã gọi điện cho tôi có bơm. Nhanh nhất cũng phải 15 phút. Anh Long à, dụng cụ đi. Anh Long, không thấy bơm ở chỗ khác. Mọi người lui đi. Không, không được, bọn em không đi. Mọi người đi nhanh đi, nếu không sẽ không kịp đâu. Mọi người đừng hy sinh vô ích nữa. Đội đặc nhiệm cần mọi người, chưa bắt được Nguyễn Văn. Mọi người không được hành động theo cảm tính. Hắn ta sẽ lừa đúng lúc, đuổi tất cả mọi người ở đây cho bom nổ hết. Hắn giết chết tất cả chúng ta đó. Đừng mắc lừa hắn, mà đi đi mà. Mọi người hãy đi đi. Nếu mọi người không đi thì không kịp nữa đâu. Chúng ta chết hết đó. Chúng ta chết hết. Đừng có nói nữa. Tôi không tin là không gỡ được quả bom này. Anh Long à, em xin mọi người, mọi người đi nhanh đi, đi nhanh đi, nhanh lên. Cô im đi, đừng làm tôi mất tập trung. Phong à, anh Long nhất định sẽ làm được mà. Cậu nhất định phải tin tưởng anh. Alo. Tôi đây Su Huynh. Đồ súc sinh. Bốn cọng dây trước mặt của anh có đáng yêu hay không? Hả? Các người sợ lắm phải không? Cơ hội chỉ có 25% thôi. Tôi khuyên anh cắt dây màu vàng. Anh có tin không? Thành công rồi. Nó lại nhảy nữa rồi. Anh Lộc, nó còn là dây nào hả? Tao nói cho mày biết nha, quả bom đó không thể nào gỡ được đâu. Hắn đã ở gần đây, để tôi đi tìm hắn. Anh Long à, nếu cắt mọi người sẽ đều chết, không cắt thì chỉ mình em chết thôi. Mọi người đi nhanh đi. Anh Long, để em. Tránh ra. Đừng có qua đây. Không được, anh sẽ ở đây với em. Em không cần anh ở đây với em. Không được, anh đã nói với em rồi, anh sẽ không để cho em bị tổn thương. Anh nhất định phải ở đây với em. Em không cho anh ở đây với em. Anh có biết không, anh là người rất đáng ghét. Em chưa bao giờ thích anh cả. Hôm nay em muốn nói với anh rằng anh không phải là người mà em thích đâu. Anh đi đi. Em nói dối, em đã luôn thích anh mà. Không, không phải, em chưa bao giờ thích anh cả, anh biết không? Em có thích. Dư Phong à, bất luận thế nào anh cũng phải ở đây với em. Anh đi đi. Hai người đừng có tào lao nữa được không? Gọi xe cấp cứu đi. Dạ. Dương Phong à. Dương Phong. Lại là tên đáng ghét nào nữa đây. Phiền quá. Lại nữa sao? Là tự anh tìm tới tôi đó. Alo, đại sư huynh có phải không? Có việc gì vậy? Thật à? Em không biết là chuyện xà phòng gì cả. Anh có thể ra ngoài nói chuyện được không? Gọi cả cô Bảo nữa. Được rồi, lát nữa gặp.
anh ấy nói thế nào? Cậu ta kêu cô cùng đi. Có cần thông báo với anh Long không? Đợi tới đó rồi nói cũng được. Chúng ta đi đâu? Tới chỗ anh làm việc đi. Chỗ hàng không à? Đúng vậy, cô đi mau lên đi. Mọi người bên ngoài đi. Mọi người đừng lo, bác sĩ sẽ cố hết sức để cứu Diệu Phong. Diệu Phong rất là kiên cường, chắc là cô ấy sẽ vượt qua được thôi. Anh Long, chỉ vì cứu chúng ta mà. Xin lỗi, nếu như lúc đó tôi chịu nhanh trí hành động sớm hơn một chút thì sẽ không có hậu quả như vậy. Anh Long à, anh đừng nói vậy mà, anh đã làm hết trách nhiệm rồi. Dương Anh, cậu cùng Hà Cường và Khương Tuyết thông báo cho các bộ phận liên quan phải kiểm soát chặt tất cả các cửa khẩu, tuyệt đối không để cho Nguyễn Văn thoát khỏi Hải Thiền. Rõ. Rõ. Đi thôi. Vị sư huynh, không ngờ anh vẫn thoát được đó. Đúng là mệnh lớn phúc dày ha. Mày nữa sao? Mày còn muốn chơi trò gì nữa? Tôi muốn anh phải chết. Hiện tôi đang ở chỗ hàng không mẫu hạm, ở chỗ mà không có ai có thể lên được. Ở dưới có một cái biển đầy là du khách biển vào. Long à, đừng có tới đây. Anh Long à, ở đây nguy hiểm lắm, anh tuyệt đối không được đến đâu. Anh nghe rõ chưa? Sóng radar ồn quá. Một mình anh đến thôi đó, có nhớ chưa hả? Thiên Vật, cậu ở đây coi chừng cổ. Anh Long à, có chuyện gì gọi điện cho tôi. Chuyện gì? Chào anh. Không ngờ là em sẽ viết thư cho anh có đúng không? Vừa rồi nghe được giọng của anh, em cảm thấy rất ấm áp. Thì ra cảm giác mang lại hạnh phúc cho người khác thật tuyệt vời. Từ trước đến giờ em chưa đón nhận được tình cảm hay chịu tổn thương gì ai. Em muốn mình phải thật kiên cường. Thật ra em rất yếu đuối. Nỗi đau về thể xác em có thể chịu được, nhưng nỗi đau trong lòng và tâm hồn thì không thể. Nhưng mà anh nói đúng lắm, kết quả không quan trọng. Trong cuộc sống chúng ta có thể trải nghiệm được nhiều điều, cùng quan tâm, chia sẻ nhau. Em sẽ trân trọng những ngày tháng bên anh, cả đời này sẽ không quên đâu, Dương Phong.
Văn, ở đây không có ai hết. Mày đúng là đồ nghiệt chủng mà. Anh ta chỉ có thể đến đây một mình. Anh ta sẽ chăm lo cho tính mạng của hai người. Anh Long của tôi đã làm gì anh? Tại sao anh lại đối xử với anh ấy như vậy? Em trai tao Viên Thừa Tổ là do nó hại chết. Nợ máu phải trả bằng máu. Thì ra mày đã luôn lừa dối tao. Nào là ra tù, đã cải tà quy chánh, tất cả chỉ là nói dối thôi. Đại sư huynh, tôi phải ngồi tù ở Mỹ cũng là liên quan đến anh ta. Em trai tôi cũng là do anh ta hại chết. Tôi nói dối là gì? Anh ta bắt buộc tôi phải nói dối. Bây giờ quay lại vẫn còn kịp. Nếu cậu cứ phạm sai lầm hết lần này tới lần khác thì nửa đời còn lại cậu sẽ sống trong tù. Anh đừng có lên lớp với tôi. Anh không cảm thấy mình đang rắc rối hay sao hả? Tao rắc rối hả? Tao chỉ muốn tốt cho mày mà thôi. Mày dám đánh tao sao? Đại sư huynh à, tôi cũng chẳng còn cách nào khác. Bởi vì trên cõi đời này chỉ có một con đường cho tôi. Đó chính là nếu hắn không chết thì tôi sẽ chết. Mày, sư đệ à, sư đệ, hãy quay lại đi. Cậu không thể mất hết nhân tính như vậy. Chúng ta là anh em mà, cậu không thể mất nhân tính được. Sư đệ à, cậu nghe tôi nói đi, cậu không thể như vậy. Alo, Dương Anh, tôi thấy anh Long rồi. Nhanh đến hàng không mẫu hạm đi. Oh!
thả đại sư huynh và cô Bảo ra. Đừng sốt ruột, cứ ngồi xuống đây từ từ nói chuyện ân oán giữa hai chúng ta. Thật ra mày muốn chơi trò gì đây? Được lắm, quả nhiên là một người có dũng khí đó. Không hổ danh là một đội trưởng đội đặc nhiệm. Chỉ với điều đó đã đáng để cho tôi đặt hoa lên mộ của anh rồi. Mày định làm sao đây? Tôi là người ân oán phân minh, tôi chỉ dùng họ để làm mồi. Giữ anh tới đây mà thôi, tôi sẽ không làm hại họ đâu. Anh cứ yên tâm. Được, tao tin lời của mày. Nhưng mày cho rằng mày sẽ thành công sao? Quá phi long, tôi đã gọi được anh đến đây thì tất nhiên là tôi đã chuẩn bị sẵn sàng tất cả. Mối thù này tôi nhất định phải trả. Thù gì? Tôi trả thù cho em trai của tôi. Em trai của mày là do chính tay mày giết. Tôi cho nó chết là để nó không phải chịu đau đớn. Cả người của nó còn chỗ nào lạnh lặng chứ? Nói như vậy là do anh gây ra, là anh ép tôi, anh hiểu chưa? Là nó buông lậu vũ khí, tự mình làm tự mình chịu. Anh thật chẳng khác gì đại sư huynh, lúc nào cũng vậy, chỉ biết lên lớp người khác, cứ tự cho mình là ghê gớm lắm sao? Kẻ tự cho mình ghê gớm chính là mày. Mày làm bao nhiêu điều phi pháp, mày có pháp luật không là gì? Tôi khinh. Tôi gọi anh đến đây không phải là để lên lớp với tôi. Anh đã ăn vịt quay Bắc Kinh chưa? Tôi sẽ cho anh giống như là vịt quay Bắc Kinh vậy. Tôi sẽ cắt từng miếng thịt trên người của anh ra. Tôi sẽ cho anh giống như là em của tôi, trên người không còn chỗ nào lạnh lặng. Đẹp quá ha. Cũng lạ đó. Trời ơi. Tôi biết bọn bảo an và cảnh sát sẽ nhanh chóng đến đây. Tôi chỉ cần có đủ thời gian để giết anh thôi. Anh chết chắc rồi. Không được làm bậy. Giơ tay lên. Không được động đậy. Giơ tay lên. Trấn Dật. Bỏ dao xuống. Bỏ dao xuống. Giết chết tụi nó. Chạy đi em ơi.
Tất cả đứng yên, làm yên. Tất cả đứng yên. Đi thôi. Đứng yên, đứng yên. Tất cả đứng yên. Đứng yên. Trời, cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Tao tỏ tình. Đi đứng kêu gì vậy? Muốn cướp hả? À, công nhận đẹp quá. À, đẹp thiệt á. Đúng là hoành tráng mà. À, đúng rồi. À. Ồ, công nhận. Ok, có người nhảy xuống xe đây quá ha. Gì vậy? Trời đất, siêu thiệt. Gì vậy? Không phải mày muốn biến tao thành heo quay sao? Vậy thì làm đi. Đi, dậy lên. Đi. Đi. Không cần tiễn. Tôi ghét nhất là cái cảnh tiễn biệt đó. Rắc rối lắm. Anh đó, anh cứ nói suốt. Nói suốt từ nhà cho tới tận đây. Anh có thấy rắc rối hay không? Cậu đó, tôi đâu thấy rắc rối gì đâu. Thiệt là hết cách với anh luôn. Cậu Long, cậu thay đổi nhiều lắm đó. Em thay đổi sao? Trước đây á, tôi từng nói với cậu rồi. Chẳng trách người ta nói tình yêu làm cho người ta thay đổi. Nè Tiểu Bảo, đều là cô không tốt. Tôi bảo cô chăm sóc cậu ấy, chứ đâu có kêu á dạy cậu ấy nói tôi là người rắc rối đâu. Có phải vậy không hả? Đại sư huynh à, việc này không liên quan tới em đâu. Tôi cảm thấy á, cái sự tôn nghiêm của cái chức đại sư huynh càng ngày càng kém rồi. Anh cứ lấy vợ rồi đâu giờ đó. Đúng vậy, khi nào anh lập gia đình thì sự tôn nghiêm sẽ tự nhiên quay trở lại mà thôi. Tôi cũng biết mà. Tôi đợi tin tốt của hai người đó. À, thôi tôi đi đây. Tạm biệt hai người. À. Đại sư huynh, tạm biệt. Bảo trọng. Bảo trọng. Nè, nhớ giữ sức khỏe đó. Nhất định tôi sẽ quay lại tìm hai người sau. Tôi còn phải uống rượu mừng nữa. Thank you.
Đại sư huynh đúng là có chút rắc rối thật, nhưng anh ấy rất là ý tứ. Lần sau nhất định em phải giới thiệu cho anh ấy một người bạn gái. Anh ấy không nhất thiết phải có bạn gái. Anh ấy chỉ cần bên cạnh có người để nghe anh ấy càm ràm cả ngày là được rồi. Anh cho em nhiều chuyện phải không? Đâu có, chỉ cần em đừng nói là được. Này Trinh Vật, không phải tôi nói anh nha, nhưng mà quá tôi thật sự không tốt cho bệnh nhân đâu. Chỉ cần Dương Phong thích là được. Mọi người từ từ đi thôi. À được rồi, để tôi vào trước. Đi đi, mau lên. Dương Phong. Xin lỗi cô, cho hỏi bệnh nhân nằm ở đây đi đâu rồi? À, cô ấy đi làm thủ tục xuất viện rồi. Xuất viện sao? Ừ. Dương Phong. Dương Phong. Em còn sao chứ? Cảm ơn anh Long. Cảm ơn anh đã cứu em. Không cần phải cảm ơn. Tặng cho em nè. Nè 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 nè, ở đây có biết bao nhiêu người, phải kiềm chế một chút anh chứ. Anh Long à, họ không kiềm chế được tình cảm của mình đâu. Vậy thì cũng phải chú ý đến hình ảnh cảnh sát của mình. Alo, cục trưởng. À, dạ, dạ được. Dạ, chúng ta có nhiệm vụ mới rồi, mọi người chuẩn bị xuất phát.